21. Phẩm biết việc ma. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tập không như thế nào, hiện vào không tam ma địa như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán sắc không, nên quán thọ tưởng hành thức không. Khi quán như vậy, chẳng để tâm rối loạn. Nếu tâm rối loạn thì không thấy pháp, nếu không thấy pháp thì chẳng tác chứng. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn dạy, các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán pháp không nhưng không tác chứng. Làm sao đại Bồ Tát khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, trụ không đẳng trì mà không tác chứng? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, khi quán pháp không, trước hết nên nghĩ, ta nên quán pháp. Các tướng đều không, không nên tác chứng. Ta vì học nên quán các pháp không, không vì chứng quán các pháp không. Nay là lúc học, không phải lúc chứng. Khi đại Bồ Tát chưa nhập định, buộc tâm nơi cảnh tiếp nhận bát nhã ba la mật đa, chẳng phải nhập định vị mới buộc tâm nơi cảnh và tiếp nhận bát nhã ba la mật đa. Vào thời gian như vậy, đại Bồ Tát này chẳng nuôi sủi tất cả pháp phần bồ đề, không chứng lậu tận. Vì sao? Đại Bồ Tát này thành tựu trí tuệ rộng lớn như vậy, khéo trụ pháp không và tất cả loại pháp phần bồ đề, thường nghĩ thế này: nay là lúc nên học, không nên tác chứng. Thiện hiện nên biết, nếu lúc đại Bồ Tát trụ không tam ma địa mà không chứng không, khi ấy đại Bồ Tát cũng trụ vô tướng tam ma địa mà không chứng vô tướng. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này thành tựu căn lành kiên định thù thắng, thường nghĩ thế này: hôm nay nên học, không nên tác chứng. Nay nên tiếp nhận bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp quán không vô tướng, phải viên mãn tất cả pháp phần bồ đề. Hôm nay không nên chứng nơi thật tế. Do nhân duyên này, đại Bồ Tát không rơi vào địa vị thanh văn độc giác, nhanh chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện, ví như có người hùng mạnh oai vệ, đứng chỗ kiên cố, khó có thể lay động, hình sắc nghiêm trang, ai cũng thích nhìn, có đầy đủ công đức giới luật tối thắng, thông tuệ khéo lời, đối đáp rất giỏi, đủ tài hùng biện, đủ cách thực hành, biết nơi chốn, biết thời gian, đối với binh bị, kỹ thuật vân vân, học đến rốt ráo, thế phòng thủ kiên cố, có thể thắng nhiều kẻ địch, tất cả kỹ năng đều giỏi, thành tựu, các chỗ công xảo, học đến cùng tận, trí nhớ đầy đủ, biểu lộ một cách mạnh mẽ, đối với các kinh điển được sự không sợ hãi, có đủ từ tâm và nghĩa khí, có thế lực lớn, thân thể không khiếm khuyết, các căn đầy đủ, bà con tiền của rất sung túc, mọi người đều kính phục và ngưỡng mộ, làm việc gì cũng đều thành tựu, vì sự nghiệp giỏi nên bỏ công ít mà có lời nhiều. Do nhân duyên này nên giàu có, nhiều của cải quý giá, khéo có thể cấp cho nhiều loài hữu tình, người đáng cúng dường đều có thể cúng dường cho họ, người đáng cung kính có thể cung kính họ, người đáng tôn trọng có thể tôn trọng họ, người đáng khen ngợi có thể khen ngợi họ, vân vân. Thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Nhờ vậy mà người này vui mừng phấn chấn tăng bội phần, thân tâm hoan hỉ, tự mừng thầm không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Bạch Thiện Thể, đúng vậy. Phật dạy: Này thiện hiện, người dõng mãnh kia thành tựu sự nghiệp đại hưng thịnh như vậy, có nhân duyên nên đem cha mẹ, vợ con quyến thuộc đi đến phương khác. Giữa đường phải đi qua đồng trống hoang vu hiểm nạn, nơi đó có nhiều ác thú oán tặc, oan gia ẩn núp và nhiều việc đáng sợ. Bà con lớn nhỏ ai nấy đều kinh hoàng, nhưng người đó tự tin cậy tài năng kỹ thuật của mình và sức oai hùng dõng mãnh nên thân ý thanh thản. Người đó an ủi cha mẹ, vợ con quyến thuộc chớ có lo sợ, chắc chắn không xảy ra khổ nạn, mau qua đồng trống đến chỗ an ổn. Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Trong đồng trống này, kẻ oán hại nổi lên, người đó đã đủ sức mạnh, kỹ năng, thương kính cha mẹ thân thích, trang bị đầy đủ các khí cụ, mà có bỏ cha mẹ vợ con quyến thuộc một mình thoát hiểm nạn được không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì người đó có nhiều kỹ thuật, có thể ở nơi đồng trống hóa làm binh trượng dõng mãnh tinh nhuệ, gặp các oán địch làm cho họ vừa trông thấy tự nhiên lui mất. Việc người đó bỏ những người thân một mình vượt qua đồng trống hiểm nạn, việc này không thể xảy ra.
Như người tráng sĩ khi ở giữa đồng trống, không có ý sợ ác thú quán tạp phương hại. Vì sao? Vì người đó tự cậy mình có oai lực hùng mạnh và đủ các kỹ thuật nên không sợ hãi. Bạch Thế Tôn, người đó dùng thuật khéo léo, đem các bà con thân thuộc vượt qua đồng trống hoang vu mà không bị tổn hại, chắc chắn đến chỗ xóm làng, thành thị hoặc kinh đô lớn an vui. Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng như vậy, vì thương xót các loài hữu tình trong biển khổ sanh tử, nên chánh niệm an trụ từ bi hỷ xả, hộ trì bát nhã, ba la mật đa, căn lành thù thắng. Dùng phương tiện thiện xảo như Phật đã dạy, đem các công đức hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tuy tu không vô tướng vô nguyện đầy đủ, nhưng đối với thật tế, không có tâm tác chứng, không rơi vào địa vị thanh văn độc giác. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát này đầy đủ thế lực lớn, tinh tấn vững bền, hộ trì bát nhã, ba la mật đa, căn lành thù thắng, dùng phương tiện thiện xảo, thề chẳng buông bỏ tất cả hữu tình. Do đó nhất định có thể yên ổn không khó, nhanh chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, nếu khi Bồ Tát tâm từ thương tưởng tất cả hữu tình, vì các hữu tình muốn thí an vui, khi ấy Bồ Tát vượt lại phiền não, vượt lại ma và bậc nhị thừa. Tuy trụ tam ma địa nhưng không đến lậu tận, tuy khéo tập không nhưng không tác chứng. Thiện hiện nên biết, nếu Bồ Tát khéo an trụ pháp môn giải thoát không, thì khi ấy Bồ Tát cũng có thể an trụ nơi vô tướng định, nhưng đối với phương tiện thiện xảo không chứng vô tướng, do nhân duyên này vượt khỏi bậc nhị thừa, quyết hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, như chim có đôi cánh mạnh mẽ bay bổng trong hư không, bình thản bay liệng rất lâu mà không bị rơi xuống, tuy nương hư không chơi đùa mà không ở hư không, cũng không bị hư không làm chướng ngại. Nên biết Bồ Tát cũng như vậy, tuy tu tập pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, mà không trụ không vô tướng vô nguyện, cho đến pháp Phật chưa viên mãn cùng tận, thì không bao giờ nương vào đó để vĩnh viễn chấm dứt các lậu. Thiện hiện nên biết, như có kẻ cường tráng, giỏi thạo kỹ thuật bắn, muốn chứng tỏ tài mình, ngước bắn hư không.